lại nữa kiều thi ca nếu đại bồ tát đối với quả vị giác ngộ cao tột muốn thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi cho các hữu tình khác thì nên y như thật tướng mà thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi lại nên thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi như thế này khi hành bố thí ba la mật đa không nên phân biệt ta đang bố thí hoặc khi hành tịnh giới ba la mật đa không nên phân biệt ta đang hộ giới hoặc khi hành an nhẫn ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tu nhẫn hoặc khi hành tinh tấn ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tinh tấn hoặc khi hành tịnh lự ba la mật đa không nên phân biệt ta đang nhập định hoặc khi hành bát nhã ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tập tuệ hoặc khi hành pháp không nội không nên phân biệt ta đang trụ pháp không nội hoặc khi hành pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không điên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh không nên phân biệt ta đang trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh hoặc khi hành chân như không nên phân biệt ta đang trụ chân như hoặc khi hành pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ không nên phân biệt ta đang trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ hoặc khi hành thánh đế khổ không nên phân biệt ta đang trụ thánh đế khổ hoặc khi hành thánh đế tập diệt đạo không nên phân biệt ta đang trụ thánh đế tập diệt đạo hoặc khi hành bốn tịnh lự không nên phân biệt ta đang tu bốn tịnh lự hoặc khi hành bốn vô lượng bốn định vô sắc không nên phân biệt ta đang tu bốn vô lượng bốn định vô sắc